Xin chào các bạn nhá. Nay mình sẽ mổ con gà. Đây là con gà thiến nha các bạn nhá. Này của ông anh ở dưới quê cho. Con này rất là to. Mổ cho thằng cò ăn. Đấy. Ăn không? Ăn kiểu gì? Nướng. Nướng á? Thích nướng à? Muốn nướng hay còng cho nhá. Được không? Bố một cái, con một cái. Ừ. Tại em một cái nữa chứ. Ăn năng vị đâu đang ăn được. Ăn được. Muốn làm mềm ăn được hết. Còn cái người để lúc nào hơn khỏi ốm thì nướng nha. Ừ, đây, con này béo lắm đây này. Béo. Ô, mình nhốt mấy hôm nó đỡ béo đi rồi. Hôm nọ cái chỗ mông này nó nặng trịch. À, bố sẽ nướng hai cái đùi này cho con nhá. Ăn không? Ăn đùi nhá. Nướng đùi nhá. Ok. Bố chưa nói à? Đấy. Phải ăn hết nhá. Không hết là cái đùi nó cứng đấy. Ừ, cái đùi này là đùi gà thiến mềm lắm. Đùi nó cứng đấy. Hay là cánh gà nữa nhỉ? Nướng cả cánh gà nhá. Vâng. Sâu vào. Sâu vào. Được, cắt sâu đi. Như chưa mình ăn này. Ừ. Cắt sâu nhiều thịt nhỉ. Đấy. Nhưng mà cái cánh này ướp kiểu gì thôi nó. Ngon. Rồi. Cay. Cay cay một tí. Ướp siêu cay nhá. Nhưng mà xiên ở đâu? Thì lấy kẹp nướng nhỉ. Nướng kẹp đi con. Đợi lúc nào thì xong. Tí nướng tí là xong. Đấy. Đây. Đùi gà chiên. Như đùi đà điểm. Đùi gà chiên. Nướng siêu cay. Siêu to nhá. Siêu cay, siêu to, siêu khổng lồ. Ăn đấy nha, không ăn hay là bố không nướng mà sao bố không nướng ra được đâu. Bố một cái, con một cái. Bố một cái. Đó, rồi, còn chỗ này măng luộc. Không, ăn cái nước. À, có ăn cái có. Mông gà không? Có. Cho nước cái mông gà này nữa. Đấy, còn thích cái mông gà này. Đấy, thế là phần này là phần của bố mẹ nhá. Được không? Ủa, bố mẹ ăn luôn cả cái đầu nữa. Chỗ này là để nướng này. Có mấy cái? Đấy, 4 cái, đầu chân của cánh à. Thế bố. Chân với cánh, hai cái đùi với cánh thôi. Bố ăn thân nó thôi. Cái chân này khả năng cũng được. Để tí nướng nốt. Tí nướng nốt. Không cứng lắm không ăn được đâu. Nướng cho nó mềm. Ok. Bóc cái mỡ đi. Mỡ. Còn bố nhiều mỡ lắm rồi. Bố. Bố có cần lấy đi gia vị không? Có chứ. Con lấy nha. Thì bố cứ lấy. Tí là quên bọc mỡ. Tí mỡ là nhiều. Ăn như này mới ngon. Rồi bây giờ bố sẽ ướp này cho con nha. Bà. Tí con nướng nha. Bà. Tí thì nướng. Ôi, ăn rồi bắt kén. Ừ, ba hạt rồi. Bát khén đâu? Bát khén thì ở đây rồi. Đấy. Đấy, mì chính này. Mì chính, muối. À, đâu, cái này là cái xì dầu. Dầu. Chín chu cho nó tạo màu. Tạo màu cho nó đẹp. Cho nó có tí màu nó đẹp. Nha. Để nó vào đậm đậm ra để cho nó chín nhanh. Cho vào ngày gừng nữa nhá. Không bị cay đấy. Nưa đi. Đấy, được. Cho nhiều gừng quá nó cay. Mùi đã thấy cay mũi rồi đấy, à cay ra cay mũi rồi đấy. Món siêu cay. Gà nó siêu cay. Cho ướp cho nó vàng vàng. Ít giấm vào đây để bố. Giấm là cái gì? Cho nó mềm. Nó cần mà giấm không nhỉ? Thôi nhỉ. Hạt rồi. Dài rồi. Bố đậm gì mà đậm mạnh thế? Hạt dổi đi.
phải đập như thế nó mới tan, nó mới vỡ được chứ. Đấy. Hạt dổi mắc khén. Thơm. Ừ. Cho nó vào nó vừa thơm. Thơm vàng. Rồi. Thơm đây. Cho mắc khén nha. Mắc khén ớt. Đây à, cho trẻ con nên là cho ít ớt thôi. Mỗi bố đều ăn nhiều em. Cho con ăn nhé. Con vào kia lấy cho bố chai dầu ăn. Cái mỡ này. Đây là xì dầu. Anh cởi ớt. Cho ít thôi để tạo màu thôi. Đúng rồi. Đấy, cho ướp một ít dầu ăn vào cho nó mềm, nướng thì nó khỏi cháy. Đấy. Thôi đảo lên ướp này thôi, để đây thôi. Để đây ấm á, cho nó ấm, ấm là tí mình kẹp mình nướng. Bóp một tí cho nó gia vị nó ngấm. Rồi mắc khén thơm không? Thơm. Quá thơm luôn nhỉ. Sao bố không để đây? Ok. Bây giờ để đây tí. Tí nhóm lửa xong mình nướng nha. Vâng, bây nhóm rồi. Để nhóm lửa thôi. Đấy. Đây, bây giờ nhóm bếp nhá. Vâng. Nước củi. Bố làm thế để cho nhiều than. Bố hôm nào có gà ấy bắt đầu đi gà bóc đất. Bóc đất à? Ừ. Phương Dương toàn làm thế rồi. Rồi. Ấy bùn đi. Không ăn kiểu đấy. Ăn kiểu của mình thôi. Rồi, có gì đây? Đi được rồi. Bật quạt nhá. Đây là công đoạn ra kẹp vỉ nướng. Lửa bắt đầu nóng rồi đấy. Đùi. Thấy cái đùi này to nên khó chín. Nó phải vào giữa. Phao câu. Chân. Ôi. Sao chưa lại có đám chưa lại ai chưa? Chắc của ai để đấy. Hôm qua các chị còn đón bánh, bắt đầu các chị làm rồi. Ừ. Đi xuống con phải trả cho chị. Ok, như vậy đã kẹp đã xong rồi. Bây giờ rắc cái gia vị này vào. Xong rồi. Cho lên nướng thôi. Bây giờ con trông nhá. Vàng phết rồi đấy. Ôi. Rác vừa bãi là phạt đấy. Được chưa? Bao lửa vẫn chưa cháy nhỉ? Cháy ở đây. Nhưng còn cháy đâu. Toàn là ý. Vàng ở đấy. Ở trên thì sắp cháy rồi đấy. Đại bố không để ý đấy. Bị ngon luôn đấy. Đại bố không để ý đấy. Úi giời ơi. Phê chưa?
Phê nhỉ? Tuyệt vời, phê như con tê tê luôn. Thằng tê tê nóng thế. Nóng. Hướng một tí là kêu nóng rồi. Cái mặt kia mình áo lòng. Mặc áo. Mặc áo cầu tay đi. Mỡ này thì mỡ này, ướp này ướp này, ướp này mới phê được chưa? Phê lắm rồi đấy. Thèm chưa? Ừ. Ngon chưa? Ừ. Phê chưa? Tí à, con ăn chỗ nào? Tí ăn chỗ nào là được? Ăn đùi hay ăn gì? Đất. Tí con đi ăn cái gì thì kể con. Ừ, ăn cái phao cầu nhá. Phao cầu là cái đít gà ấy. Nóng. Đấy, ngon rồi đây được. Ok đây. Đi, lấy đi. Lấy đi ăn đi nhá. Làm sao khóc thế? Con ngon quá. Ăn cơm chung rồi cô ạ. Mời đi. Mời cô ăn nha. Đấy. Cảm ơn bác này. Cảm ơn bác cho gà đấy chứ. Bác gì? Bác Trường. Đây là bác Trường. Cảm ơn bác Trường cho gà nhá. Ăn rất là ngon. Này ăn quả phao câu. Em bé đang bị đau răng không nhỉ? Thế ăn cơm không à? Ăn thịt gà ngon này không ăn, ăn cơm không à? Đùi gà. Đùi gà nướng. Mời cả nhà nhá. Đi luôn đấy nào. Ăn đùi gà nướng. Con chơi hẳn cái đùi đấy à? Rồi. Cắn đi. Xé được không? Bố lấy kéo cắt nhá. Bố lấy kéo cắt cho nhá. Đấy. Cắn được một cái da. Đây này, chấm cái chanh này này mới ngon này. À, tôi lẹ. Chấm chanh. À, để bố cắt cho. Chắc là bố làm cái phao câu này nào. Úi. Còn chấm. Còn ăn hết phần ngon rồi, về còn mỗi phần xương thì bố ăn này. Rồi, mời các bạn nha. Mời các bạn nha. À, nhìn. Không. Đó. Được đấy. Cũng khắc xé được à? Gì găng. Vô. Hãy bố lấy kéo ăn nhá. Không cần à? Cắt sẵn ra đây nhá. Ăn như thế lâu rồi ăn cơm. Con chỉ gắp ăn thôi. Cắt nhỏ. Mẹ có là như con đấy rồi. Mẹ cho biết con không? Mày ăn, mọi người ăn gà nướng nha. Con là hết cái đùi gà này ngon lắm mẹ. Ngon. Bằng này một chua rồi các bạn ạ. Chấm. Chấm như vợ thua. Ăn miếng này, cái này dai.
Ngon không? Được không? Gà bốn nướng chuẩn không? Được. Ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào. Ngay kém hay nào? Nhiều ạ. Ngay đi. Không thích ăn thịt nướng nữa à? Ăn cái này. Nướng ngon như này không ăn. Lao tay. Ăn thịt gà nhá. Bố xé thịt. Bố ăn thì ăn cháo. Con ơi, bố đang quay con để ăn thịt gà đi. Không. Chào mọi người đi. Không. Ơ. Điều hết. Xin chào à? Không. Xin chào thì thôi. Ăn lao tay ăn. Ăn thịt đi. No ạ. No gì mà no. Xong hết chưa? À. Thì ăn rồi bố nhá. Được không? Bố ăn vậy, ăn 3 bát. Bố ăn 3 bát, con ăn 1 bát nhá. Được không? Ừ. Ăn ăn thịt gà vào nhá. Ừ, ăn vậy. Ăn còng gà này. Cái cánh gà. Không. Rồi ăn. Ừ. Ừ. Ngay. Có cánh gà không? Không. Ăn một miếng à? Ừ. Không. Ăn đi. Không. Sao? Nói mà. Sao không? Ăn ba ba người. Ừ. Ba người ba. Không hết chưa? Bố sao hết rồi? Bố lại ăn ba ba. Ok, sau một thời gian nè, một con đánh chén nè. Hết rồi. Sắp hết. Hết được một cái đùi gà. Bên này còn được câu thịt nữa cả, ai ăn? Con gà to quá. Tưởng ông con ăn được con. Ăn tí chán à? À. Thế ăn no rồi thì chào mọi người đi. Cháu chào bác Đắc. Không làm. Cảm ơn. Cháu. Cảm ơn. Ơn. Bác. Bác Thủy. Bác Thủy. Bác Trường nữa. Rồi. Vậy là kết thúc một bữa cơm à? Không ăn hết chỗ thịt gà này được các bạn ạ. Rồi, có lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây nhá. Các bạn thấy video hay thì like, share, chia sẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.